Cho nên không lạ gì khi thấy nhân đức này cũng nuôi dưỡng Đức Vân Lời bằng sữa của mình. Áo mà mẹ nuôi mặc cho Đức Vân Lời là sự khinh chê bản thân, ước ao chịu sỉ nhục, ép mình trong mọi sự để làm vui lòng cha. Đâu là khuôn mẫu toàn hảo của nhân đức này? Đó là Đức Giêsu Kitô hiền lành, con một cha. Ai đã hạ mình xuống hơn Ngài? Ngài đã chịu ê kề những sỉ vạ, những chế nhạo, những phỉ báng. Ngài đã từ bỏ mình để hiến sự sống thân xác của Ngài để làm vui lòng cha. Và có ai nhẫn nhục bằng Ngài? Không một lời than vang, không một lời trách móc, nhưng đã nhẫn nại chịu ô nhục để cứu toàn Đức Vân Lời với lòng mến yêu như cha là cha Ngài đã truyền dạy. Vậy các con sẽ tìm thấy nơi Ngài Đức Vân Lời hoàn thiện. Ngài đã đề ra mẫu mực cho các con. Ngài đã để lại cho các con một giáo lý mà chính Ngài đã tuân hành trước. Giáo lý của Ngài ban cho các con sự sống, bởi vì giáo lý này là đường đi, như chính Ngài đã nói trong phúc âm rằng: Ngài là đường đi, là sự thật và là sự sống. Ai đi theo con đường này trong ánh sáng sẽ không vấp ngã, cũng không ai vấp phải mình mà không hay biết, vì nó đã ra khỏi chốn tối tăm của tính tự ái, là điều làm cho người ta dễ sa vào tội bất tuân phục. Cha nói lại với con: Đức vân phục có mẹ nuôi là đức khiêm nhường, phát sinh từ sự biết mình. Bởi vậy, sự bất tuân phục là hoa trái của tính kiêu ngạo, mà kiêu ngạo thì bắt nguồn từ tính tự ái, là kẻ thù phá hủy đức khiêm nhường. Sự bất tuân phục còn có đứa em gái bởi tính tự ái mà sinh ra, đó là sự bất nhẫn, và mẹ nuôi của nó là tính kiêu ngạo. Dưới sự hướng dẫn của nó, linh hồn bước đi trong bóng tối tăm sự bất trung, lao mình vào con đường lầm lạc, dẫn tới sự chết muôn đời. Vậy tất cả các con phải đọc cuốn sách Vinh Hiển. Trong đó các con sẽ được nghe giảng dạy về nhân đức vân phục cùng với các nhân đức khác. Câu 155: Đức vân phục là chìa khóa mở cửa nước trời. Cần phải luôn mang chìa khóa này ở thắt lưng. Phẩm giá của nhân đức này. Cha đã giải thích cho con biết đức vân phục ở đâu, nó bởi đâu mà ra, bạn đồng hành của nó là ai, và ai là mẹ nuôi của nó. Bây giờ cha sẽ nói về những người vâng lời và những kẻ không vâng lời, về đức vân phục thông thường và về đức vân phục đặc biệt, nghĩa là tuân theo các lời truyền và vâng theo các lời khuyên. Đức tin của các con xây nền trên đức vân phục. Chính nhờ nhân đức này mà chúng con chứng tỏ chúng con trung thành. Chân lý của cha đã đặt ra cho tất cả các con những lời truyền dạy của luật, mà điều cốt yếu là hãy yêu mến cha trên hết mọi sự và thương yêu tha nhân như chính mình. Điều răn này liên kết chặt chẽ với tất cả mọi điều răn khác, đến nỗi không thể giữ một điều mà không giữ những điều khác, và không thể bỏ qua một điều mà không vi phạm tất cả các điều khác. Ai tuân giữ giới răn này thì cũng giữ những điều răn khác. Nó trung thành với cha và với tha nhân, nó yêu mến cha và giữ tình yêu thương tha nhân vì cha. Nhân đó nó vâng lời, nó vâng phục các lời truyền dạy của luật và vâng phục các tạo vật vì cha. Chịu đựng cách khiêm nhường và nhẫn nại tất cả mọi đau khổ và bất công do tha nhân gây ra cho nó. Đức vân phục hoàn hảo ở chỗ nhờ nó mà các con nhận được ân sủng, cũng như vì bất tuân phục mà sự chết đến với các con. Cũng chưa đủ nếu nhân đức này chỉ có ở ngôi lời của cha mà lại không thể hiện ở nơi các con.
như cha đã nói. Nhân đức vân phục là chìa khóa mở cửa nước trời, và Ngài đã trao chìa khóa này cho vị đại diện của Ngài. Vị đại diện đã trao lại cho mỗi người trong các con khi các con lãnh nhận bí tích thánh tẩy và cam kết từ bỏ ma quỷ, từ bỏ những xa hoa và vui thú thế gian. Do lời hứa vân phục này, mỗi người trong các con lãnh lấy chìa khóa của Đức Vân Lời. Mỗi người được giữ lấy chìa khóa đó cho mình sử dụng. Đó cũng chính là chìa khóa của ngôi lời con cha. Nếu con người không đi theo ánh sáng đức tin, không được bàn tay của đức ái dùng chìa khóa này mà mở cửa nước trời, thì không bao giờ nó vào được bên trong, cho dầu ngôi lời của cha đã mở cửa đó. Cha đã sáng tạo các con không cần các con, nhưng sẽ không cứu vớt các con mà không có sự cộng tác của các con. Vậy các con phải đưa tay cầm lấy chìa khóa này, đừng ngồi yên đó, mà phải bước đi trên con đường mà đấng chân lý diệu hiền đã mở ra. Nào, đứng dậy đi, hãy rời bỏ những sự vật có cùng mà lòng các con dính bén. Đừng làm như những kẻ khờ dại kia, chúng đi theo con đường cũ là Adam tổ tông chúng, đã liệng chiếc chìa khóa của đức vân phục vào đống bùn nhơ tội lỗi, sau khi đã đập vỡ nó bằng cái búa của tính kiêu căng, để nó dỉ xét bởi lòng tự ái. Ngôi lời con một cha đã đến với chiếc chìa khóa của đức vân phục trong tay. Ngài đã tẩy rửa nó trong lửa đức ái. Ngài đã nhặt nó ra từng đống bùn nhơ và rửa nó trong máu Ngài. Ngài đã uốn nắn nó lại bằng dụng cụ của đức công chính, và đã sửa lại mọi bất chính của các con trên cái đe của thân thể Ngài. Ngài đã uốn nắn nó lại như trước, để mỗi khi con người cố ý làm nó hư hỏng, thì chính con người lại có thể tự mình sửa chữa bằng ý chí tự do của mình, với sự trợ lực của ân sủng cha, và cũng bằng dụng cụ đó. Ôi con người mù quáng quá đỗi! Người biết người đã làm hư chiếc chìa khóa của đức vân phục mà người không lo sửa lại. Sự bất tuân phục đã đóng cửa nước trời, mà người lại tưởng cái tội ấy sẽ mở cửa trời cho người sao? Sự kiêu ngạo đã bị đẩy xuống khỏi trời cao, còn người lại tưởng nó sẽ đưa người lên trời sao? Người mặc áo rách rưới và dơ bẩn mà ngươi nghĩ sẽ được mời vào dự tiệc cưới à? Ngươi ngồi đó, ngồi lì trong xiềng xích của tội trọng, mà ngươi tưởng không có chìa khóa này mà vẫn mở được cửa nhà tiệc ly sao? Không, ngươi đừng nghĩ thế, đó là một ảo tưởng điên khùng. Ngươi phải bẻ gãy xiềng xích của tội trọng bằng việc xưng tội chân thành, có kèm theo sự thống hối thật lòng, phải làm việc đền tội và quyết chí không xúc phạm đến cha nữa. Khi đó, ngươi sẽ cởi bỏ được cái áo dơ bẩn và xấu xa, được mặc chiếc áo tiệc cưới. Ngươi sẽ chạy dưới ánh sáng đức tin cho tới nước trời. Với đức vân phục là chìa khóa ở trong tay, ngươi có thể mở cửa. Để đừng đánh mất cái chìa khóa này, ngươi hãy cột lấy nó bằng sợi dây của sự từ bỏ mình, khinh chê bản thân và xa lánh những quyến rũ thế gian. Cũng sợi dây đó, ngươi cột cái chìa khóa vào sự quyết tâm làm vui lòng cha. Sự quyết tâm sẽ là cái dây lưng giữ cho ngươi khỏi đánh mất chìa khóa nữa. Con rất yêu dấu của cha, con nên biết đã có nhiều người bắt đầu cầm lấy chìa khóa đức vân phục vì nhờ ánh sáng đức tin. Họ biết không có đức vân lời, họ không thể thoát khỏi án phạt muôn đời. Nhưng họ cầm chìa khóa trong tay, không có dây thắt lưng, mà cũng không có sợi dây để buộc chìa khóa vào thắt lưng. Họ không thắt lưng bằng ước ao làm vui lòng cha, họ chỉ lo theo ý mình. Họ không buộc chìa khóa bằng sợi dây của sự từ bỏ mình, bởi thay vì hạ mình xuống, họ lo tìm kiếm sự ca tụng của người đời. Những người như thế sẽ làm mất cái chìa khóa của đức vân phục,
mỗi khi họ gặp gian nan thử thách về phần thiêng liêng hay về phần thể xác. Nếu họ không tỉnh thức, bàn tay họ có lúc không nắm chặt và chìa khóa rơi mất. Nói cho đúng, chìa khóa không mất nhưng bị lạc, bởi vì họ có thể tìm lại được nếu họ muốn, bao lâu họ còn sống. Nhưng nếu họ không muốn, họ sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Ai sẽ chỉ cho họ biết họ đã để lạc mất chìa khóa ấy? Sự bất nhẫn. Vì nhẫn nại là bạn kêu sơn của đức vâng lời, cho nên ai không nhẫn nại là người không có đức vâng lời. Ôi, nhân đức nhẫn nại êm ái và vinh hiển, nó là nơi chứa đựng mọi nhân đức. Nó đã được cưu mang và sinh ra bởi đức ái. Đá tảng đức tin rất thánh đã được đặt cho nhân đức này. Nó là nữ hoàng quyền thế. Ai đính hôn với đức nhẫn nại sẽ trở nên giàu có và được che chở khỏi mọi tai họa. Nó mang đến cho con người bình an và thư thái. Sóng biển gầm thét cũng phải tan tành khi va chạm vào nó. Nó là trung tâm của linh hồn, nơi không một sóng gió hay kẻ thù nào có thể đụng tới. Ai có nhân đức này sẽ không thù hóa khi bị lăng mạ làm nhục, vì người đó muốn vâng lời và biết rõ luật tha thứ. Người vâng lời không cay đắng khi điều ước nguyện không được thỏa mãn, vì đức vâng lời dạy nó chỉ nên ước ao cha là đấng có thể và muốn thể hiện mọi ước muốn của nó. Nó đã rũ sạch mọi của cải thế gian. Như vậy trong mọi sự không xiết kể, nó an bình và hạnh phúc, vì nó đã chọn nữ hoàng đức vâng lời làm hiền thê, mà cha đã ví như một chiếc chìa khóa. Ôi đức vâng lời kỳ diệu, mi vượt biển không cực nhọc và tới bến cứu độ an toàn. Mi giống như ngôi lời con một cha. Mi bước lên con thuyền của thánh giá, sẵn sàng tham dự cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, hơn là chịu thiếu đức vâng phục của ngôi lời và xa rời giáo lý của Ngài. Mi lấy đó làm bàn ăn, trên đó lương thực của mi là các linh hồn và say sưa yêu thương tha nhân. Mi được sức đụng dầu thơm của đức khiêm nhường chân thành, và mi không thèm khát những gì ngoài điều cha muốn. Mi ngay thẳng, không quanh co, vì mi có trái tim đơn sơ và bác ái, không một chút giả dối. Mi là bình minh loan báo ánh sáng của ân sủng thần linh. Mi là mặt trời sưởi ấm những ai có mi trong tâm hồn, vì sự nồng nhiệt của đức ái không bao giờ rời xa mi. Mỗi ngày mi làm cho trái đất trở nên phong nhiêu, bởi vì ngươi làm cho thân xác và linh hồn sinh hoa trái, mang lại sự sống cho mi và cho đồng loại. Mi làm vui lòng mọi người. Nét mặt mi không hề biến sắc vì giông tố, nhưng luôn rạng ngời nhờ ánh sáng dịu hiền của đức nhẫn nại. Sự nín thinh nhẫn nhục là dấu chỉ mi có sức mạnh. Sự kiên nhẫn làm mi thành người lớn và uy quyền. Mi thật là vĩ đại. Trong sự vĩ đại này, mi đi từ đất lên tới trời, vì cửa nước trời chỉ mở ra cho mi và chỉ cho mi mà thôi. Mi là viên ngọc quý ẩn kín, không ai nhận ra, bị người ta giày đạp dưới chân, vì chính mi đã tự nguyện đặt mình dưới chân mọi người và tự làm cho mình ra nhỏ bé. Tuy nhỏ bé nhưng quyền năng của mi thật lớn lao, không ai có quyền sai khiến mi, vì mi đã được giải phóng khỏi cảnh tôi mọi của tính dục, là cái làm con người mất phẩm giá. Khi giết được kẻ thù này bằng sự ghét bỏ và khinh chê ý riêng mình, mi đã giành lại được quyền tự do. Câu 156 bàn về nỗi khốn cùng của những kẻ bất tuân phục và về sự hoàn thiện của những người vâng lời. Con rất yêu dấu của cha. Con nên biết tất cả mọi ý định của sự quan phòng, tất cả mọi nỗ lực của lòng nhân hậu cha là để ngôi lời sửa chữa cái chìa khóa của đức vâng lời. Nhưng người đời không có một nhân đức nào
lại còn từ chối ân huệ Ngài ban, chúng như những con vật lỏng dây cương. Từ khi không còn dây cương của Đức Vân Lời nữa, chúng đi từ chỗ xấu đến chỗ xấu hơn, từ tội này đến tội khác, từ tội tệ này đến tội tệ kia, từ tối tăm đến mù tối, từ sự chết đến sự chết khốn khổ hơn nữa, nghĩa là sa xuống vực thẳm tiêu vong, nơi con sâu lương tâm rút rỉa chúng đến muôn đời. Chúng còn có thể trở lại với Đức Vân Lời và Vân Phục những lời truyền của luật. Chúng còn thời giờ để khóc lóc thật lòng, nhưng vì chúng sống lâu năm trong sự bất tuân phục, cho nên chúng khó mà dứt bỏ được tật hư thói xấu lâu ngày. Trì hoãn hay khất lần là một sự dại dột, vì rất nguy hiểm nếu người ta chờ lúc chết mới đi tìm chìa khóa Đức Vân Lời. Người ta chỉ có thể và cậy trông vào cha trong cuộc sống hiện tại, nhưng rất nguy hiểm nếu trì hoãn sự trở lại và cậy dựa vào thời giờ mà mình không chắc có, để mất đi tiếng gọi ân sủng. Đâu là căn nguyên của sự bất hạnh và mù quáng này? Đó chẳng phải là vì người ta không nhận ra kho báu cài đặt trước tầm tay chúng sao? Đám mây mù, tính tự ái và chất kiêu ngạo đã tách chúng rời khỏi Đức Vân Lời và làm chúng sa vào chỗ giấy loạn. Vì chúng không vâng lời nên chúng không kiên nhẫn, và sự bất nhẫn của chúng gây nên cho chúng những đau khổ không lường được. Chúng đã bỏ đường đi của đấng chân lý để lạc vào con đường sai lầm và dối trá. Chúng trở thành toi mọi và bè bạn với ma quỷ. Nếu chúng không sửa mình, sự bất tuân phục của chúng sẽ đẩy chúng xuống lửa muôn đời cùng với ma quỷ mà chúng đã nhìn nhận quyền hành và phục vụ. Ngược lại, những kẻ tuân giữ luật của đấng chân lý diệu hiền và sống trong Đức Vân Lời sẽ được hưởng kiến cha muôn đời cùng với con chiên không tỳ vết, đã làm, đã giữ và đã ban lệ luật. Vì chu toàn lệ luật trong cuộc sống, họ đã tìm thấy bình an ở đời này, và trong cuộc sống diễm phúc trên trời, nơi họ sẽ được hưởng nếm một sự an bình tuyệt hảo. Đó là một sự bình an không dông tố, một sự thiện không pha trộn, một sự tin tưởng không sợ sệt, một sự giàu có không khiếm khuyết, một sự no thỏa không hề chán, một sự khao khát mà vẫn no thỏa, một ánh sáng không chút bóng tối, một hạnh phúc cao cả khôn lường không giới hạn, một hạnh phúc mà tất cả các thần thánh trên trời cùng chia sẻ. Ai đã ban cho con người bấy nhiêu sự mừng rỡ đó? Đó là máu con chiên, thần lực của máu thánh đã tẩy rửa chiếc chìa khóa Vâng Lời khỏi mọi rỉ sét. Với chìa khóa này, các con có thể mở cửa nước trời. Thật vậy, chính Đức Vân Lời đã mở cửa trời nhờ thần lực của máu thánh. Ôi những kẻ khốn nạn ngu xuẩn, các ngươi đừng khất lần nữa, hãy ra khỏi đống bùn nhơ tội lỗi đi. Hình như các ngươi thích đắm mình trong dục vọng xác thịt, như những con heo ưa nằm trong đống bùn tanh hôi. Các ngươi hãy bỏ đi những bất công, thù ghét, sát nhân, oán hận, những lăng mạ, những trách móc, những xét đoán chua cay, tính tình độc ác, trộm cắp, gian dối và những thú vui hỗn loạn cùng đam mê tiền của. Hãy hạ cái sừng kiêu căng xuống. Nếu các ngươi làm được như thế, các ngươi sẽ dẹp đi được mối hận thù ở trong tâm hồn các ngươi, muốn chống lại kẻ đã làm nhục các ngươi. Các ngươi hãy so sánh những sỉ nhục mà các ngươi làm cho ta và cho tha nhân với những gì người ta làm nhục các ngươi. Các ngươi sẽ thấy các ngươi không có lý để than trách, để kêu ca. Như vậy, khi các ngươi thù ghét tha nhân, các ngươi xúc phạm đến ta vì khinh rẻ ta và vì phạm giới răn ta, các ngươi cũng phạm đến tha nhân vì thiếu tâm tình bác ái.
các con đã được truyền dạy yêu mến cha trên hết mọi sự và thương yêu tha nhân như chính mình. Không hề có lời giải thích nào để nói rằng nếu nó vi phạm đến con đừng yêu thương nó nữa. Kính ngôi lời của cha truyền dạy điều luật này, và Ngài không thêm vào đó lời chú giải nào khác. Ngài đã giữ luật yêu thương này cách trọn vẹn, thì các con cũng phải tuân hành cách trọn vẹn như vậy. Nếu các con không tuân giữ, các con sẽ lừa dối linh hồn mình, khiến nó mất sự sống của ân sủng. Vậy các con hãy mở mắt nhìn ánh sáng đức tin và hãy cầm lấy chìa khóa của đức vâng lời. Đừng bước đi như những người mù trong đêm tối giá lạnh nữa. Với lửa của đức ái trong tim, các con hãy ôm lấy đức vâng lời để được nếm sự sống vĩnh cửu cùng với những người xưa kia đã trung thành với lề luật. Câu 157. Về những người yêu mến nhân đức vâng phục đến độ họ không bằng lòng với đức vâng lời thông thường đối với các lời truyền dạy, nhưng còn muốn thực thi nhân đức này cách đặc biệt và anh hùng. Con yêu dấu của cha, có những người hết sức cố gắng tăng thêm lửa mến bằng đức vâng lời cùng với sự chê ghét tính dục của mình. Lòng mến càng gia tăng thì sự chê ghét cũng tăng lên tới mức độ không còn hài lòng với đức vâng lời thông thường, nghĩa là tuân hành lời truyền của giới răn mà mọi người buộc phải tuân giữ nếu không muốn diệt phong nhưng được sống. Họ muốn đạt tới sự trọn lành bằng cách tìm một đức vâng lời đặc biệt hơn, đưa họ thẳng tới bậc hoàn thiện. Đó là tuân giữ các giới răn và các lời khuyên trong tinh thần và trong thực hành. Quả vậy, không thể có đức ái nồng nhiệt mà thiếu sự chê ghét dục vọng. Lòng mến yêu Chúa gia tăng thì sự chê ghét tính dục cũng tăng lên. Vì sự chê ghét này và để tiêu diệt ý riêng mình, những người nói đây muốn đặt mình dưới ách lề luật của một dòng tu, hay là nếu không vào dòng nào thì tự nguyện vâng phục một vị họ nhận làm bề trên, hầu bước đi cách mau lẹ hơn và chắc chắn mở được cửa sự sống đời đời bằng chìa khóa của đức vâng lời. Đó là những người chọn đức vâng phục hoàn hảo và anh hùng. Cha đã nói với con về đức vâng phục thông thường, nhưng vì con muốn nghe về đức vâng lời toàn hảo nên cha sẽ nói thêm. Nhân đức này không khác biệt với nhân đức thứ nhất, nhưng hoàn hảo hơn. Hai nhân đức này liên kết chặt chẽ với nhau, không thể có nhân đức này mà không có nhân đức kia. Về đức vâng phục thông thường, cha đã cho con biết nó bởi đâu mà ra và cái gì làm mất nó. Cha cũng theo thứ tự đó để nói với con về nhân đức vâng lời đặc biệt và hoàn hảo này. Câu 158. Làm thế nào để đạt tới đức vâng phục thông thường và đặc biệt? Sự diệu kỳ của đức vâng phục trong dòng tu. Linh hồn với lòng mến chân thành đã nhận lấy cái ách tuân phục các lời truyền bằng sự vâng theo giáo lý của đấng chân lý và thực tâm thực tập các nhân đức. Để đạt tới đức vâng phục thông thường thì cũng sẽ đạt tới đức vâng phục thứ hai bằng chính ánh sáng đã dẫn nó tới đức vâng phục thứ nhất. Nhờ ánh sáng thần linh của đức tin soi sáng trong máu con chiên khiêm nhường mà linh hồn nhận biết được tình thương vô biên của cha và nhận ra sự yếu đuối của nó không có khả năng đáp lại một cách hoàn hảo như cha đáng được đền đáp. Khi đó, nhờ ánh sáng này, nó đi tìm nơi chốn và phương thế để đáp lại cha, nhằm thắng được sự yếu đuối cũng như dứt đi được ý riêng của nó. Đức tin chỉ cho nó thấy nơi chốn nó tìm. Đó là đời sống tu trì mà Chúa Thánh Thần đã lập ra như một con thuyền để đón nhận những linh hồn muốn đạt tới sự hoàn thiện và tới bến ơn cứu độ cách an toàn hơn. Ông chủ của con thuyền này là Chúa Thánh Thần, mà không một ai có thể bắt lỗi, bởi vì tu sĩ nào bất tuân các lời truyền dạy của Ngài
sẽ không làm hại gì cho con thuyền, mà chỉ hại đến bản thân mình. Sự thật, do lỗi của người cầm lái, con thuyền có thể gặp bão tố gây nguy khốn. Những người cầm lái dở là những vị bề trên thi hành chức năng cách vụng về mà chủ thuyền đã trao cho họ. Con thuyền này là điều rất đáng ước mơ, quá lưỡi sức của con người có thể nói ra được. Khi linh hồn gia tăng lửa mến bằng sự gác bỏ lòng tự ái và nhờ ánh sáng đức tin, nó bước vào con thuyền đời sống tu trì như một người chết đối với bản thân. Nếu thực sự nó đã vâng lời, nghĩa là nó đã giữ đức vâng lời chung cách tốt đẹp. Sự bất toàn mà nó mang theo không ngăn trở nó bước tới sự trọn lành. Nó sẽ đạt tới theo mức độ nó tập luyện đức vâng phục. Đa số những người bước vào dòng tu còn bất toàn. Có người vào dòng vì nhẹ dạ hay bồng bột của tuổi trẻ. Có người vào dòng vì sợ hãi. Và có người vào dòng để tìm an thân hay có đời sống khá hơn. Điều quan trọng là họ phải làm tốt điều họ đã bắt đầu, mà phải vững bền cho đến chết. Sự nhận xét không căn cứ vào lúc khởi đầu, nhưng căn cứ vào quãng cuối đời. Nhiều người ban đầu xem ra trọn lành, nhưng rồi quay lại đằng sau, hoặc ở lại trong nhà dòng với sự bất toàn lớn lao. Những lý do và những hoàn cảnh khiến người ta vào dòng không quan trọng. Kiếm cha làm nảy sinh những hoàn cảnh đó để gọi mỗi người một cách khác nhau. Điều duy nhất cần phải suy xét là lòng mến yêu có tạo được sự vững tâm trong đức vâng lời hay không. Con thuyền của đức vâng phục thì đầy của cải, và những kẻ ở trong đó không phải lo lắng về những nhu cầu thiêng liêng hay trần thế, bởi vì kẻ vâng lời cách chân thật và giữ luật dòng đã có Chúa Thánh Thần làm ông chủ của mình. Như cha đã nói với con khi bàn về sự quan phòng của cha: các tôi tớ cha có thể nghèo, nhưng không bao giờ túng thiếu, cơ cực, vì mỗi ngày cha lo liệu những nhu cầu cho họ. Những ai vâng luật dòng đều có kinh nghiệm về điều này. Quả vậy, con biết thời mà các dòng tu thịnh vượng hơn là nhờ tinh thần nghèo khó và tình huynh đệ. Không bao giờ họ thiếu các phương tiện sinh hoạt. Nói đúng hơn, họ ở trong cảnh dư dật. Nhưng một khi nọc độc của lòng tự ái và ích kỷ tiêm nhiễm lây lan, đời sống họ rời rạc chia rẽ. Và khi đức vâng lời biến mất thì những tài sản trần thế của họ cũng giảm đi, và họ càng thu tích, họ càng thiếu thốn. Cả trong sự nhỏ mọn nhất, họ phải nhìn thấy hậu quả của sự bất tuân phục. Bởi vì nếu họ vâng lời và trung thành giữ đức nghèo, họ đã chẳng có của cải riêng để sống riêng rẻ. Con sẽ thấy trong con thuyền này một kho báu của những luật lệ thánh thiện đã được soạn thảo cách khôn ngoan và sáng suốt bởi những người được coi là đền thờ Chúa Thánh Thần. Con hãy xem biển đức đã xếp đặt con thuyền dòng tu của mình cách khôn khéo chừng nào. Con hãy nhìn ngắm, nhìn bình thuốc thơm của đức nghèo và những hạt kim cương nhân đức mà Phan Sinh đã thiết kế cho con thuyền dòng mình lấy đức nghèo làm bạn trăm năm. Ông đã dẫn đưa con thuyền đó tới mức trọn lành rất cao. Ông là người bước lên con thuyền đầu tiên, đã làm gương trong việc đính hôn với đức nghèo thánh thiện. Ông đã gắn bó với người bạn trăm năm trong sự khiêm hạ và khinh chê mình. Ông không ưa thích một tạo vật nào ngoài thánh ý cha. Ông tìm kiếm những gì thế gian cho là hèn hạ. Ông hành hạ thân xác mình và tiêu diệt ý riêng. Ông chịu đựng sự sỉ nhục vì yêu mến đấng chuyên lành, đã vì tình thương mà chịu đóng đinh vào thập giá. Ông yêu mến Chúa Kitô, chịu đóng đinh cách nồng nàn đến độ, do một ân sủng phi thường. Những vết thương cực thánh của ngôi lời đã được in trên thân xác ông, để tỏ rõ nơi xác thịt ông lửa tình yêu đang thiêu đốt linh hồn ông. Đó là con đường Phan Sinh đã vạch vẽ cho nhiều người. Con sẽ hỏi, các dòng tu khác có được xây dựng trên đức nghèo cả không? Có chứ, nhưng đối với tất cả các dòng, đó không phải là điều chính yếu
tất cả các dòng tu đều được xây dựng vững chắc trên đức khó nghèo. Nhưng vì trong các nhân đức bởi đức ái mà sinh ra, có những nhân đức riêng cho người này người kia, mặc dầu tất cả đều có chung một nguồn gốc. Phan Sinh, người khó nghèo yêu dấu của cha, đã chọn đức nghèo làm phần riêng mình. Vì yêu mến đức nghèo, ông đã đóng con thuyền riêng cho mình, và ông đã đặt vào đó những người có đức trọn lành họa hiếm. Họ không đông, nhưng trọn hảo. Ngày nay, ít có người chọn sự trọn lành này. Thằng ôi, họ gia tăng con số, nhưng đã giảm về nhân đức. Đó không phải là lỗi của dòng tu, nhưng là lỗi của những kẻ không vâng lời, và lỗi của những người lèo lái tội. Con rất yêu dấu. Bây giờ con hãy nhìn con thuyền của cha con là Đa Minh, người con rất yêu dấu của cha. Con thấy cha con đã xếp đặt mọi sự trong đó cách khôn ngoan, để tôn vinh cha và cứu vớt các linh hồn nhờ ánh sáng của tri thức. Ông đã muốn đặt ánh sáng này làm nguyên tắc chính cho dòng tu, nhưng không phải vì thế mà ông coi thường đức khó nghèo tinh nguyện. Ông yêu mến nhân đức này, chứng cớ là ông đã sống nghèo đích thực và khinh chê sự giàu có bằng lời chúc dữ ghi trong di chúc của ông, khi ông tuyên bố ông và cha sẽ chúc dữ cho những ai đem của cải vào trong dòng mình. Đó là dấu chỉ ông cũng đã nhận nữ hoàng đức nghèo làm hiền thê của mình. Nhưng Đa Minh đã chọn ánh sáng của tri thức cho dòng mình để triệt phá những sai lầm đang nổi dậy ở thời đại ông. Sứ vụ của ông là sứ vụ của ngôi lời con một cha. Ông đã xuất hiện trước thế giới như một tông đồ, bởi vì ông đã nhiệt thành sao giảng lời của đấng chân lý, nhằm đánh tan sự tối tăm lạc giáo và chiếu tỏa ánh sáng đức tin. Ông cũng chính là ánh sáng cha đã ban cho thế giới qua trung gian của Đức Maria. Sứ mạng của ông trong nhiệm thể của Hội Thánh là giải trừ các bè rối. Tại sao cha nói nhờ trung gian Đức Maria? Vì chính mẹ Maria đã ban tu phục cái dòng này. Lòng nhân hậu của cha đã ủy thác dòng con cho mẹ. Đa Minh đã mời gọi con cái mình vào bàn ăn nào để được nuôi dưỡng bằng ánh sáng của tri thức. Ngồi vào bàn thập giá. Thập giá là bàn ăn, nơi mà niềm ước ao thánh thiện đã chọn lấy để được nuôi dưỡng bằng ơn cứu độ các linh hồn, hầu làm rạng rỡ thánh danh. Đa Minh đã muốn các con mình suốt đời ngồi tại bàn ăn này để nhờ ánh sáng của tri thức mà tìm cách làm vinh danh cha và cứu vớt các linh hồn. Để họ không bao giờ lãng quên tư tưởng này, vị sáng lập đã giải thoát họ khỏi mối lo âu về những sự trần thế bằng cách buộc họ sống thanh bần. Đúng, trong các môn đệ ông có những người yếu tin và lo sợ cho cộng đoàn, nhưng chính ông đã không thiếu đức tin. Ông mang lấy đức tin như áo giáp, và ông cậy trông vào sự quan phòng của cha với một niềm tin cậy không hề nao núng. Đa Minh truyền dạy con cái ông đức vân phục và luôn trung thành với nhiệm vụ được trao cho. Vì đời sống xác thịt thường làm tối tăm con mắt của trí tuệ, và lạc thú thể chất vốn làm suy yếu sự sống của thân xác, nên ông muốn gìn giữ sức khỏe cho các tu sĩ mình, nhằm bảo trì ánh sáng tri thức của họ được nguyên vẹn và mở ra cho họ thêm nhiều luồng sáng mới. Bởi vậy ông đặt ra lời khấn thứ ba về đức khiết tịnh. Ông muốn các con cái ông tuân giữ điều này với một sự vâng lời chân thành và trọn vẹn. Nhưng ngày nay, người ta không còn muốn tuân giữ gì hết. Người ta đổi ánh sáng của tri thức thành sự tối tăm và che phủ tri thức bằng những làn khói của tính kiêu ngạo. Không phải ánh sáng đã luôn mờ đi vì sự tối tăm này, nhưng tâm hồn những người thông thái kiêu căng đã trở nên tối tăm. Đâu có sự kiêu ngạo, ở đấy không có đức vân phục. Thank you.
có hay con vẫn đang miên mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin vâng, xin vâng hai tiếng, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ vang thê thập tự. Dù đời con yêu đuối, xin vâng, xin vâng hai tiếng, xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong phù hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu vương lắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thảnh thơi vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày héo mòn. Xin vâng, xin vâng hai tiếng, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ vác cây thập tự. Dù đời con yêu đuối, xin vâng, xin vâng hai tiếng, xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày trên vai con vác hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang miên mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ nâng. Xin vâng ngài thiên, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ vác cây thập tự. Dù đời con yêu đuối, xin vâng, xin vâng ngài thiên, xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Xin vâng, xin vâng ngài thiên, xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ vác cây thập tự. Dù đời con yêu đuối, vâng, xin vâng ngài thiên, xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai.
Cha đã nói với con người chỉ vâng lời khi có lòng khiêm nhường, và chỉ khiêm nhường khi có đức vâng phục. Thật hiếm có người phạm lỗi đức vâng phục mà không lỗi phạm đức khiết tịnh và khó nghèo trong hành động hay ước ao. Đa minh của cha của con đã thiết kế con thuyền của mình như thế. Ông đã sắm ba dây thừng lớn là các nhân đức vâng lời, khiết tịnh và thanh bần. Luật dòng của ông rất dễ chịu và dễ thương, vì không buộc tội trọng, trừ khi có lòng khinh dễ. Chính cha là ánh sáng đích thực, đã soi sáng cho cha của con về điểm này. Như vậy, cha đã quan tâm đến sự yếu đuối của những kẻ bất toàn. Bởi vì tuy rằng những người tuân giữ luật dòng đều ở bậc trọn lành, nhưng ở đời này vẫn có những người không trọn lành bằng người khác. Làm thế, người trọn lành và những người không trọn lành đều thoải mái trên con thuyền này. Như vậy Đa Minh thật giống đấng chân lý diệu hiền của cha, không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tà mà được sống. Thế nên dòng tu Đa Minh rất cởi mở, rất vui vẻ, rất hân hoan. Đó là một vườn bông vui mắt và đượm mùi hương thơm. Nhưng các kẻ bất trung không muốn tuân giữ luật dòng nữa. Họ vi phạm các lời truyền dạy và biến vườn bông này thành một mảnh đất cằn cỗi hoang vu. Người ta không thấy còn hương thơm của nhân đức và ánh sáng của tri thức nơi những người được nuôi dưỡng ở trong đó. Cha không tố cáo dòng tu, bởi vì như cha đã nói, dòng tu là nơi chứa đầy hoang lạc, nhưng nó không còn được như hồi ban đầu. Xưa kia nhà dòng là một vườn đầy những bông hoa tươi xinh. Người ta đếm được nhiều tu sĩ rất trọn lành. Họ giống tông đồ Phaolô, có ánh sáng nơi cặp mắt. Họ vừa nhận ra sự tối tăm lầm lạc, tối tăm liền bị đánh tan. Con hãy nhìn xem Thomas Vinh Hiển, thật là một trí tuệ cao quý, luôn chăm chú chiêm ngưỡng đấng chân lý diệu hiền của cha, là nơi ông đã đạt được ánh sáng siêu nhiên và tri thức thiên phú. Ông đã đạt được ơn đó bằng lời cầu nguyện hơn là bằng nghiên cứu. Ông là ngọn đuốc sáng rực, giải tỏa ánh sáng trong dòng và trong hội thánh, không xua đuổi mọi tối tăm của các bè rối bè đảng. Con hãy ngắm nhìn Phêrô, Trinh Khiết và Tử Đạo. Ông đã lấy máu mình mà chiếu tỏa ánh sáng của đấng chân lý cho người rối đạo. Ông chống sự sai lạc đến mức quyết tâm hy sinh mạng sống mình. Suốt cuộc đời ông chỉ cầu nguyện, giảng dạy, tranh luận với kẻ rối đạo, ngồi tòa hòa giải, công bố chân lý, mở rộng triều đại đức tin. Không chút sợ hãi, ông đã tuyên xưng đức tin bằng cuộc sống, ngay cả trong giờ phút trước cái chết anh dũng. Trước khi tắt thở bởi nhát gươm của kẻ sát nhân, không còn tiếng nói và không có giấy mực, vị chứng nhân Vinh Hiển đã chấm ngón tay vào vũng máu của mình, cúi mình xuống và viết trên đất: "Tôi tin kính Đức Chúa Trời." Trái tim ông bốc cháy lửa yêu mến. Ông đã không chậm lại trong cuộc đua, đã không quay lại đằng sau khi biết mình đang đi tới cái chết. Cha đã báo cho ông biết sẽ chết cách nào, nhưng như một hiệp sĩ can trường, ông không sợ, nhưng hăng hái bước ra chiến trường. Còn biết bao người khác cha có thể kể ra đây, đó là những người không tử đạo bằng máu, nhưng bằng niềm ước ao, như Đa Minh Diễm Phúc. Đó là những người thợ tốt lành mà người cha gia đình đã sai đi làm vườn nho giáo hội, để nhổ cỏ, dại, nết xấu và trồng vào đó những cây nhân đức. Thật vậy, Đa Minh và Phan Sinh là hai cột trụ của hội thánh. Phan Sinh lấy đức nghèo khổ, khẩu hiệu cho chồng mình, còn Đa Minh thì lấy tri thức. Câu 159. Hạnh phúc của những tu sĩ trung thành với đức vâng phục và sự vô phúc của những tu sĩ bất tuân phục. Nơi chốn của đức vâng phục đã được tìm thấy, đó là những con thuyền mà Chúa Thánh Thần đã dùng các tổ phụ mà sáng lập nên. Bởi vậy, cha đã nói với con, chính Chúa Thánh Thần là chủ những con thuyền này. Những con thuyền đã được thiết kế dưới ánh sáng của đức tin, cũng chính ánh sáng đó dạy cho các con hiểu rằng
chính lòng nhân từ của cha, chính Chúa Thánh Thần quản trị những con thuyền đó. Sau khi đã tỏ bày cho con về nơi chốn và sự trọn lành của đức vâng phục, bây giờ cha sẽ nói về sự vâng phục và sự bất tuân phục của những người ở trên thuyền. Cha không đi vào chi tiết, không nhắm vào dòng nào hay dòng kia. Cha sẽ trình bày song song về sự tuân phục và bất tuân phục, để nhờ sự đối chiếu này mà làm rõ nét nhân đức hay nét xấu. Cha cũng sẽ nói về những người muốn có chỗ ở trên con thuyền này phải ăn ở làm sao. Vậy kẻ muốn đạt đức vâng phục, dòng tu phải theo con đường nào? Nó hãy để ánh sáng đức tin hướng dẫn. Ánh sáng này sẽ dạy nó phải giết chết ý riêng mình bằng thanh gươm của sự chê ghét tính dục, và chấp nhận một bạn đời cùng với tiểu muội mà đức ái sẽ ban cho nó.